mà cũng ngoài gì mà em có gì thì nó chở em về kêu nó hay dặn gì luôn. Dạ. Rồi về đây có gì đó đi nó lại vô. Dạ. Thôi đi. Em xong xuôi nó. Em tỉnh dậy. Có xe đậu đâu vậy? Đậu đâu vậy? Đậu bạn. Đậu đậu đậu.